Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Dạy Góp trên truyền hình. Hôm nay một lần nữa Hồng Nhung lại quay trở lại cùng với anh huấn luyện viên Phùng Lộc tại sân golf Tràng An Golf and Country Club. Với buổi lần trước em đã được học về cách đánh bóng cao thấp, và ngày hôm nay một lần nữa em lại muốn nhờ anh Lộc dạy cho em cách đánh sử dụng cây rescue. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ với Nhung cũng như quý vị khán giả cách chúng ta thực hiện cú đánh với cây gậy hybrid. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cây gậy này. Cây gậy hybrid thì nó là cây gậy mà ra đời sau này. Nó lai giữa gậy gỗ và gậy sắt. Rất nhiều người nhầm lẫn cây gậy này là cây gậy gỗ. Chính vì vậy mà họ thực hiện cú đánh tương tự như kỹ thuật với cây gậy gỗ. Và kết quả thực sự là không được ổn định lắm. Trước đó thì Nhung có hỏi anh cách sử dụng cây gậy rescue. Rescue là một tên gọi khác của cây gậy hybrid. Cây gậy này thì sẽ tùy hãng và có những cái gọi khác nhau. Ví dụ như là hãng Ping thì họ sẽ gọi là cây gậy hybrid, hãng TaylorMade thì sẽ gọi là cây gậy rescue. Và ở Việt Nam thì có vẻ như mọi người quen thuộc hơn với cái thuật ngữ là gậy rescue nhiều hơn. Nó ra đời để thay thế những gậy sắt số nhỏ, và những gậy sắt số nhỏ giống như là 2 sắt, 3 sắt rất là khó đánh. Và đặc biệt với phụ nữ, những cái gậy sắt 2 sắt, 3 sắt thì rất là khó đánh. Thường bộ gậy sắt của nữ sẽ bắt đầu từ cái gậy 6 sắt. Thì anh không biết là trong bộ gậy của Nhung có cái gậy hybrid số mấy nhỉ? Hiện tại em đang có sở hữu cây gậy hybrid số 4 và số 5. Như vậy thì có phải là bộ gậy sắt của em bắt đầu từ gậy 6 sắt đúng không? Vâng, em đang sử dụng 6 sắt đổ lên. Chính xác. Thì đấy là một lựa chọn hợp lý đấy. Tại vì là cây gậy hybrid số 4 và số 5. Số 5 sẽ giúp em thay thế những gậy sắt như là 4 sắt và 5 sắt. Đầu tiên thì khi mà chúng ta nói về kỹ thuật thực hiện một cú đánh với một gậy nào đó thì chúng ta sẽ chú trọng nhiều hơn về mặt setup. Ở đây thì anh đang cầm cây gậy hybrid số 5 của em. Thì bình thường cây gậy hybrid số 5 này em đánh được khoảng bao nhiêu xa? Cây này em đánh được khoảng 130 cho đến 140 nha. Như vậy là tương đối cũng khá là ổn đúng không? Cái sự ổn định của nó như nào? Hiện tại thì em đánh chưa được ổn định lắm. Có những cú đánh em đánh sẽ rất là hit, rất là xa. Còn những cú đánh thường thường em hay bị kéo tay và bóng bay sang trái. Mà không phải bay sang trái ít đâu ạ, bay sang trái rất là nhiều. Nên là em cảm thấy là cây gậy này em sử dụng chưa ổn định. Nên là rất là mong hôm nay anh Lộc sẽ chia sẻ với em rất là nhiều điều, kỹ năng, kỹ thuật để em có thể đánh cây gậy này tốt hơn. Cây gậy này thì rất là hữu dụng, em có thể sử dụng ở trên fairway cũng như là ở trong khu vực có ráp. Và thậm chí em có thể thay thế cây gậy driver để thực hiện những cú phát bóng ở những hố 3-4 hoặc những hố mà không quá xa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói về setup trước nhé. Thì với cây gậy hybrid chúng ta sẽ setup chân rộng hơn. Dạ. Tại vì nó dài hơn. Vị trí bóng thì chúng ta sẽ để ở phía bên trái nhiều hơn. Thì thường ý, anh sẽ đưa ra một cái vị trí tương đối với cúc áo ngực của mình. Thì quả bóng nó sẽ nằm ở bên trái so với cúc áo ngực của chúng ta. Có nghĩa là tương đối hướng phía mục tiêu và gần chân trái hơn. Dạ. Nhiều người thì họ nhầm lẫn đây là cây gậy gỗ và thực hiện kỹ thuật giống như cây gậy gỗ. Họ cũng để vị trí bóng quá gần chân trái. Em bị mắc phải lỗi đấy đấy. Em hay thường để bóng của gậy rescue và gậy gỗ cùng ở phía chân trái, sát phía chân trái. Thế thì thỉnh thoảng em sẽ thực hiện những cú đánh ở phía trên bóng hoặc là khi em cố để bị cắt banh đúng không anh? Đánh trúng bóng thì gậy của em rất là dễ bị đập đất. À. Đấy là lý do khiến cho sự ổn định của cú đánh trở nên kém hiệu quả hơn. Nếu mà chúng ta đánh lên giống như cây gậy gỗ thì sẽ dễ đánh trượt bóng hoặc là ngang bóng và bóng sẽ không thể bay lên được. Ba lưu ý, setup rộng hơn này, vị trí bóng ở bên trái của cúc áo và chúng ta thực hiện cú swing để đánh xuống giống như là những cây gậy sắt mà chúng ta hay sử dụng. Ở cây gậy rescue này thường thường thì có những trường hợp em đánh bóng sẽ bị vào đầu gậy. Nên là lúc có thể bay sang phải, có lúc thì bị quặt sang bên tay trái. Nhưng em cũng không hiểu tại sao mà bóng của em có thể đi hẳn sang bên trái như vậy. Anh nghĩ là trong những tình huống như thế thường là do vị trí bóng này, hoặc là em chủ động thực hiện một cú swing mạnh hơn và dùng ngực cũng như là cánh tay quá nhiều khiến cho gậy bị kéo sang bên trái. Chăm nghe không bằng một thấy, vậy thì anh Lộc có thể giúp em cũng như khán giả của Info TV thực hiện một cú đánh thực tế với cây gậy hybrid. Sẵn sàng. Bây giờ Nhung cầm giúp anh cây gậy của em nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh thì sử dụng cây gậy hybrid số 4 và số 3.
Anh cho em hỏi một chút là cây gậy hybrid số 4 của anh thường thường đánh được khoảng bao nhiêu xa ạ? À, trung bình cây gậy hybrid số 4 thì anh sẽ đánh được khoảng cách 195 đến 200 nhá. Ui hay quá. Tương đương với em đánh driver nhưng mà chưa chắc là đến nơi. Ok, bây giờ thì anh sẽ ví dụ cho em và quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về cú đánh với cây gậy hybrid nhá. Trước tiên thì anh sẽ nhắc lại nhá, vị trí bóng để gần chân trái hơn hoặc là bên trái của cúc áo. Chúng ta sẽ đứng rộng hơn so với những cú swing với gậy sắt thông thường. Khi chúng ta thực hiện cú đánh này thì cố gắng giữ cho nhịp điệu của chúng ta một cách thoải mái và mềm mại. Vẫn phải đánh xuống giống như chúng ta thực hiện cú đánh với cây gậy sắt. Ôi, hay quá. Anh phải đánh được khoảng 200 yard đấy. Khoảng đấy. Bình thường thì với cây gậy hybrid số 4 thì anh sẽ đánh điểm rơi khoảng 190-193. À, bây giờ thì Nhung có thể thực hiện cú đánh để chúng ta thực hành những lý thuyết vừa rồi. Vâng, em thấy anh đánh nhẹ nhàng quá. Không biết mình có đánh được không? Em sẽ set up đúng theo như em set up tự nhiên từ trước đến giờ, xong rồi anh chỉnh cho em nhá. Ok. Thường thường là em hay set up gậy gần với cả chân trái, giống như gậy gỗ. Không biết là có đúng không, anh chỉnh cho em với. Ở vị trí này thì em giữ nguyên này nhá. Ở vị trí này thì nó quá gần với chân trái này. Dạ. Thì trông giống như là em đang thực hiện với cây gậy ba gỗ hoặc gậy năm gỗ rồi. Dạ. Mà như anh nói trước đấy thì bóng nó sẽ nằm ở bên trái của cúc áo ngực nhưng nó không nhiều như thế. Bên trái cúc áo ngực ạ. Đúng rồi. Thế thì anh sẽ để bóng ở vị trí tương tự như này. Đúng rồi. Nếu mà chúng ta để quá gần ở phía chân trái ấy, thì rất có thể chúng ta sẽ thực hiện những cú đánh ở phần trên của bóng. Bởi vì là cây gậy hybrid sẽ vẫn đánh xuống giống như cây gậy sắt. Yeah. Okay. Bây giờ thì thử làm lại với vị trí mới nhá. Đây. Rồi, anh thấy ổn hơn rồi đấy. Đây này, tốt này, gần chân trái hơn này. Em nháp một hai cú để cho gậy chạm nhẹ mặt cỏ nhá. Vâng ạ. Làm quen với một vị trí bóng mới. Rồi, khi chúng ta thực hiện cú nháp ấy, nên một nửa swing thôi. Dạ. Rồi, em muốn cái cỏ, cái gậy chạm cỏ nhiều hơn một chút xíu. Rồi, tốt lắm. Bây giờ em có tự tin để thực hiện cú đánh với bóng không? Vâng, anh thử nhá. Cho em được thử nhá. Rồi. Anh nghĩ là cú đánh đấy em có đánh ngang bóng một chút xíu. Dạ. Cái vị trí bóng thì ok rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn đánh một cú đánh ngang bóng. Vậy lý do mà anh nhìn thấy là do em không đánh xuống mà em thực hiện cú đánh lên tương tự giống như là gậy gỗ. Chắc chắn là mình sẽ cần một khoảng thời gian để mình làm quen. Vâng. Thì trước khi đánh cú đánh tiếp theo anh nghĩ là em nên nháp lại một hai lần nữa với dạ. Một nửa cú swing thôi và cố gắng để cho cái đầu gậy này nó chạm xuống cỏ một chút xíu nhá. Dạ. Em sẽ thử lại. Đúng rồi, tốt hơn rất nhiều đấy. Nên là như thế. Vâng. Thử lại một lần nữa. Rồi. Sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo không? Vâng, em đã sẵn sàng. Tại cú đánh vừa rồi cũng rất là hồi hộp. Tuyệt vời. Đó, khi em đánh xuống được như thế, bóng bay bổng lên rất là đẹp. Anh ơi, với cú đánh thứ nhất thì em thấy là em đã bị chém vào thân bóng. Ừ. Giống như là em đánh theo thói quen đánh gậy gỗ. Ừ. Nhưng mà ở cú đánh thứ hai em đã thấy tốt hơn. Và có thể là em cần phải trau dồi và tập luyện hơn nhiều nữa. Nhưng có một điều nữa em muốn hỏi anh Lộc là gậy Rec-Q này thường sử dụng trên, có thể là sử dụng trên tee, trên fairway, trên grass. Ừ. Có thể là trong bẫy. Vậy thì em muốn hỏi anh là có thể sử dụng trong bẫy cát được không ạ? À, nếu em đánh ở trong bẫy cát thì việc đầu tiên chúng ta cần phải đảm bảo là cái thành của nó không được cao quá hoặc là vị trí bóng của chúng ta không quá gần thành. Và cái quan trọng nhất là tư thế đứng phải tương đối vững vàng. Nhưng mà lời khuyên của anh là không nên. Cho đến khi mà em có thể làm chủ được cú đánh và cảm thấy rất tự tin thì em mới nên sử dụng cây gậy hybrid trong bẫy cát. Vậy là hy vọng là một ngày gần đây anh Lộc sẽ có một buổi chỉ cho em cách sử dụng gậy Rec-Q dưới cát. Chắc chắn rồi, nếu mà vâng. Khi đó kỹ thuật của em tốt hơn và em tự tin hơn, chắc chắn là có khi anh không cần phải chỉ đâu mà em có thể tự giải quyết được rồi.
Thưa quý vị, Hồng Nhung nghĩ rằng để có những cú đánh recue hoàn thiện hơn, chúng ta hãy nhớ đến ba từ khóa khi, đó chính là hãy để bóng gần với cúc áo bên trái, hãy đánh gậy xuống và hãy đứng rộng chân ra hơn so với gậy sắt. Anh Lộc ơi, thường ngày thì em thường rất hay sử dụng cây recue và em cảm thấy buổi học hôm nay rất là hữu ích và rất là vui vẻ thoải mái trong không gian rất là mát mẻ của Tràng An Golf and Country Club. Và hy vọng rằng trong những ngày tiếp theo chúng ta sẽ được học những bài học mới, những kỹ năng mới để chúng ta hoàn thiện hơn trong cách đánh golf cũng như là được trải nghiệm nhiều sân golf tuyệt vời hơn nữa. Chắc chắn rồi, anh sẽ chia sẻ với Nhung cũng như quý vị khán giả rất là nhiều kiến thức hữu ích để giúp chúng ta có một cuộc chơi vui vẻ hơn, hiệu quả hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.